bên cạnh các kênh tra cước quen thuộc như gọi lên tổng đài, bấm sao 101 thăng gọi 199 hoặc ra cửa hàng giao dịch. Nay khi là khách hàng của Viettel, bạn sẽ có thêm một cách tra cước và hóa đơn điện tử ưu việt mới trên ứng dụng MyViettel. Chỉ với vài thao tác sau, bạn sẽ có ngay chi tiết về cước dịch vụ. Đối với các thuê bao Internet, truyền hình STTH, ADSL, bạn chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng MyViettel là sẽ thấy mục tra cước hiển thị ngay trên trang chủ. Đối với thuê bao di động trả trước, sau khi đăng nhập, bạn vào mục chi tiết tại trang chủ, sau đó chọn tra cước. Trên màn hình tra cước, bạn có thể lựa chọn xem cước theo 4 khung thời gian có sẵn hoặc chọn ngày xem cước cụ thể bằng cách bấm vào biểu tượng lịch ở cuối màn hình. Sau đó chỉ cần nhập mã OTP hệ thống đã gửi về cho bạn là bạn có thể xem chi tiết cước rồi. Đối với thuê bao di động trả sau, mục tra cước hiện ngay trên trang chủ. Bạn chỉ cần chọn thời gian tra cứu và hình thức tra cứu là có thể xem cước. Với MyViettel, bạn có thể xem chi tiết một hóa đơn tại mục tra cứu hóa đơn điện tử nữa đấy. Thật tiện ích phải không nào? Hãy tải ứng dụng MyViettel để trải nghiệm ngay hôm nay.